Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại Trung tâm Phật giáo Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trân trọng đón tiếp đoàn Đức Tăng Thống Myanmar, tiến sĩ Sayadaw Sandima Pahivamsa cùng tăng đoàn đến thăm và tham dự Đại lễ Phật đảng. Được biết, đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện 10 ngày từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 5 của đoàn tại Việt Nam. Tại buổi đón tiếp, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự khi lần đầu tiên đón tiếp đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Myanmar đến thăm tỉnh Phú Thọ. Thượng tọa giới thiệu về lịch sử và quá trình phát triển lâu đời của Phật giáo tỉnh cũng như trung tâm Phật giáo Hùng Vương nơi đáp ứng nhu cầu hoạt động Phật sự của tăng ni Phật tử Ban trị sự cúng dường những lãng hoa tươi thắm đến Đức Tăng Thống và Tăng Đoàn, bày tỏ niềm hoan hỷ, chúc mừng Đức Tăng Thống vừa được suy tôn ngôi vị mới và chức vụ mới, kính chúc quý ngài luôn nhiều sức khỏe và vật sự viên thành. Nhân sự kiện này, đại diện chính quyền, ông Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Ông Lê Công Luận, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, kính lời chúc mừng và dâng lên những lãng hoa khoe sắc đến ngày Tăng thống Myanmar và Tăng đoàn. Đáp lại, Đức Tăng Thống Myanmar cũng trao tặng những lãng hoa tươi thắm bày tỏ niềm hoan hỷ, tình cảm sâu sắc khi được Trung ương giáo hội quan tâm mời về Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Phú Thọ, để tham dự Đại lễ Phật đàn Phật lịch 2568. Myanmar và Việt Nam tuy là hai đất nước khác nhau về văn hóa và ngôn ngữ, nhưng có chung niềm tin vào lời dạy của Đức Phật. Đức Tăng Thống cũng giới thiệu đôi nét về đất nước và sự phát triển của Phật giáo Myanmar. Chuyến thăm Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường mối liên hệ hữu nghị, thể hiện sự gắn kết hòa hợp và hỗ trợ lẫn nhau của Phật giáo hai nước nói riêng và hai quốc gia nói chung. Cũng trong chuyến thăm tại tỉnh Phú Thọ, tăng đoàn Myanmar đã đến thăm và dự lễ tắm Phật tại chùa Linh Quang, thành phố Việt Trì, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó giữa hai đất nước. Mặc dù khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, nhưng dường như không phải là rào cản để cả hai bên cùng thực hiện nghi thức mộc dục đón mừng ngày Đức Bồ Tát ra đời.